Hà ơi, sao con buồn vậy? Con bệnh rồi. Con hiền quá à. Bị bệnh rồi. Sáng Hà đi đâu? Sáng Hà đi đâu? Chơi nhà vậy con, đi chơi nhà vậy? Ai đây? Bà Bảy. Bà Bảy. Nói đi. Ai? Bà Bảy. Bà nội ba. Bà ấm. Ba gì gà sát nha, bà ấm. Được không? Đâu con nói bà nội coi. Bà dạy. Bà dạy. Nghe mở rồi hả? Vậy hả? Nó đang dữ vậy hả? Con buồn ngủ. Nó đi uống nước trà. Nhưng nó này qua kia nè. Cái nó đứng dậy nó về nhà la. Dạ hả? Bay từ người bay. Chào bác thầy cô ơi, chào hai. Người ta tình cảm lắm mà. Về mẹ la. Đi đâu về mẹ la? Hả Sơn Hà? Sơn Hà đi đâu về bà mẹ la? Vui quá mà ngủ vậy. Hôm nay hôm mà lên trên đây là 3 giờ cũng ngủ 4 giờ đi. Mỗi lên mấy chị 3 giờ với 5 cái cửa số mà mình đã.